Nói cho tôi biết, cô với cậu Việt Lâm là quan hệ như thế nào? Dạ, Việt Lâm là người yêu của em gái con. Vậy thì tại sao cô cố tình hãm hại cô Việt Lâm? Con không. Cô đừng có chối. Chắc cô không biết rằng chiếc laptop mà cô sử dụng trong văn phòng hôm đó là chiếc mà tôi đã từng sử dụng. Khi đọc báo cáo của phòng kỹ thuật, nhìn thấy địa chỉ IP của đoạn video đó, tôi đã nghi cô chính là thủ phạm. Bà ơi, xin bà hãy nghe con giải thích. Ngoài chuyện đó ra, cô còn lừa chúng tôi bao nhiêu chuyện nữa hả? Bà ơi, con không đời nào. Con... Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với con trai tôi, với gia đình tôi như vậy? Cả nhà tôi đối với cô, với gia đình cô chưa đủ tốt hay sao? Bà ơi, con hối hận lắm rồi. Thật lòng, con không có muốn dối gạt ai hết. Con xin bà hãy nghe con giải thích. Cô còn định lừa dối gia đình tôi tới khi nào nữa? Cô đừng tưởng những chuyện cô làm không ai biết hết. Coi đi. Bà ơi, bà đừng hiểu lầm con. Cái này là con đi gặp mấy người bạn gái. Tôi không ngờ cô là một người nói dối không chớp mắt như vậy. Cô đến khách sạn đó để gặp ai tôi còn không biết sao? Nếu không có bằng chứng rõ ràng, cô nghĩ tôi dám nói thẳng với cô như vậy không? Cô làm gì mà để anh ta khống chế như vậy hả? Bà ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cô không cần phải nhiều lời. Tôi cũng không cần biết cô và tên bác sĩ đó có mối quan hệ gì với nhau. Tôi chỉ nói một điều, cái nhà này không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Mau dọn hết đồ đạc, dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ba. Tôi nói chuyện riêng với cô như vậy là đã nhân nhượng với cô lắm rồi. Tôi không muốn con trai của tôi phải đau khổ thêm nữa. Cô hãy lặng lẽ mà ly hôn với nó đi. Không đời nào con ly hôn với anh Hải Đăng đâu. Anh ấy rất yêu con. Ba cũng biết mà. Tất cả những gì con làm đâu phải là con tự ý. Con sẽ giải thích mọi chuyện với anh ấy. Có thể anh ấy sẽ giận con, nhưng rồi anh ấy cũng sẽ mau chóng bỏ qua thôi. Nếu bà cứ một mực đuổi con đi, anh Hải Đăng chắc chắn sẽ đi theo con. Đến lúc đó, không phải bà mất luôn con trai sao? Cô đúng là đồ... chuyện cho con nha ba. Con hứa sẽ không để những chuyện này xảy ra nữa đâu. Ba hãy tha lỗi cho con lần này, rồi con sẽ đưa thuốc cho ba nha ba. Thank you.
không phải tại mình, là do ông ấy bị bệnh. Ông ấy không kịp uống thuốc. Không phải tại mình. Mình chỉ là vô tình có mặt ở đó thôi. Không phải lỗi của mình. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Mình không có tội gì hết. Đúng rồi, không có liên quan gì đến mình hết. Mình phải bình tĩnh. Chị Mười. Dạ. Chưa ai về hết hả chị Mười? Dạ, ông chủ về từ nãy giờ rồi, đang làm việc ở trong phòng sách đó cô. Ừ, để tôi lên nói chuyện với ba. Dạ. Khóc ra được là tốt rồi. Anh biết là em phải cố gắng gồng mình để làm chỗ dựa cho mẹ. Phải gồng mình để gia đình của em bớt bi thương. Ở đây không có ai hết, cứ khóc cho thoải mái đi. Khóc ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh ơi, ba em ra đi đột ngột quá, không có kịp trăn trối gì lại với má con em hết. Em còn chưa kịp báo hiếu cho ba nữa. Em đau lòng quá. My Anh, cuộc sống này vốn vô thường mà. Sinh lão bệnh tử ai cũng trải qua thôi. Đừng có đau lòng quá nha. Em mà người bác ấy nhiều lắm. Những ngày tháng ở trong bệnh viện, tất cả mọi chi phí là bác ấy đều lo hết cho em. Còn tạo công ăn việc làm cho cả nhà em nữa. Em chưa kịp nói là cảm ơn bác ấy mà. Anh tin là ở một nơi nào đó, bác cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của em. Chị à, con người có số hết à. Buồn á thì buồn, chị cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ. Chị cứ nằm vậy hoài rồi không có chịu ăn uống gì hết á. Em biết phải làm sao đây? Thôi kệ chị đi cô Út. Cô Út cứ việc đi ra tiệm buôn bán đi. Chị cứ nằm vậy hoài à, em còn lòng dạ nào mà buôn với bán nữa chứ. Má ơi, con có nấu cho má chút cháo nè má. Mỹ Anh, con nói với má con tiếng giùm Út đi. Không có chịu ăn gì hết trơn rồi. Má, má dặn cháo đi má. Thôi, con cứ để dưới bếp đi. Khi nào má muốn ăn thì tự má ăn. Chứ giờ má không có nuốt nổi được cái gì hết. Thôi mà, má về ăn thêm một miếng cháo đi. Đúng rồi đó chị nha, ăn miếng đi nè. Con đỡ vậy.
Cháo này con mới nấu, nóng đó. Thôi, đưa đây cho má. Má để cho con chăm sóc má nha. Đi mà. Trời ơi, nhìn vậy á, không thể nào tưởng tượng được nó là con Mỹ Anh á. Từ sau tai nạn, hai chị em con đứa nào cũng thay đổi hết trơn á. Không phải đó là một điều tốt hả Út? Thì đúng là con thay đổi á thì là một chuyện tốt, điều đáng mừng. Nhưng còn chị của con thì... Nè má, nếu không liên quan thì tại sao cô không nói rõ ràng cho con trai tôi biết? Không mà, xin ba tha tội cho con. Con biết con lỡ dại là ba tức giận. Con biết tội của con rồi. Ba, con thề, con hứa cuộc đời này con sẽ một lòng một dạ với Hải Đăng, với má, với gia đình. Ba hứa tha cho con đi. Cô đi đi. Tôi không bao giờ tin cô. Chính bản thân cô cũng là kẻ giả mạo. Đi, đi theo tôi. Không, không. Tôi không thể để một kẻ như cô sống cạnh vợ con tôi được. Đi. Không, con không được ba. Ba tha cho con. Không, ba ơi, không, con đi, không. Minh Anh, bình tĩnh lại, anh nè. Trời, em chỉ mau thấy cái gì mà mồ hôi ướt trán hết trơn, còn la hét ôm sòm nữa. Em la hét hả? Ừ. Em la hét gì vậy? Anh có nghe thấy không? Em la cái gì mà, ba ơi. Không ba ơi, em chỉ mau thấy ba hả? Vậy là anh không nghi ngờ gì. May quá. Em mơ thấy ba về thăm nhà. Ba dặn dò em là phải chăm sóc má, chăm sóc cho anh. Xong rồi ba đi. Em cố gắng để níu ba lại nhưng mà không được. Em nhớ ba quá anh ơi. Mình thắp nhang cho ba đi em. Hả? Em sao vậy? Em không sao. Không sao đâu. Sao em nép sau lưng anh vậy? Em nghe má nói là lúc cúng kiến em phải đứng sau chồng. Nhà anh không câu nệ mấy chuyện phép tắc đó đâu. Em cứ đứng ngay hàng với anh được rồi. Dạ. Má xin lỗi vì đã làm cho các con phải lo lắng. Má không sao rồi. Mấy đứa yên tâm nha. Má, con rất là mừng khi mà thấy má gượng vậy. Má ở trên trời chắc cũng sẽ mừng lắm đó má. Từ nay má con mình phải nương tựa vào nhau mà sống. Ráng sống tốt như những gì ba con đã dạy, nghe chưa? Má, hai anh em con sẽ thay ba chăm sóc yêu thương má. Ba vẫn luôn ở trong tim của má con mình. Ba đừng quá đau buồn, đừng lo sợ gì hết. Anh em tụi con hứa
sẽ sống như những gì ba má mong muốn. Má, thấy má tỉnh lại con mừng lắm. Từ nay cả nhà chúng ta bốn người phải biết nương nhau mà sống nha con. Má mong các con hòa thuận, yêu thương nhau, để má các con ở trên trời được yên lòng. Dạ, con xin ghi nhớ lời má dặn. Em đừng có quên, nhờ có anh em mới có được địa vị như ngày hôm nay. Em đừng có viện cớ này nọ để từ chối anh. Tôi không có viện cớ gì hết, mà sự thật là như vậy. Anh đừng có tham lam quá. Anh có biết là vì chính sự tham lam của anh nên tôi mới khốn đốn như vậy nè. Tần suất gặp nhau ngày càng nhiều, số tiền anh đòi hỏi cũng không nhỏ, làm sao mà không lộ ra cho được. Ba chồng tôi đã cho người theo dõi và biết được mối quan hệ của tôi với anh. Sắp tới đây, nếu như anh còn không thay đổi, có khi mọi chuyện sẽ dở lỡ hết đó. Cái gì? Ba chồng em cho người theo dõi và biết được chuyện hẹn hò giữa chúng ta? Vậy thì cái chết của ông ấy là do em? Không, không có liên quan gì đến tôi hết. Tôi cũng đã giải thích và xin lỗi rồi. Ông ấy cũng đã tha thứ cho tôi. Cái chết của ông ấy không liên quan gì tới tôi hết. Muốn biết có liên quan hay không thì cũng dễ thôi. Chỉ cần công an vào cuộc thì mọi chuyện trắng đen sẽ rõ hết. Anh nói cái gì vậy? Tôi với anh đang đứng chung một thuyền đó. Đúng, đúng là anh đã bị em lôi kéo xuống con thuyền này. Nhưng đương nhiên anh không muốn mình chết chìm cùng em đâu. Biết vậy thì tốt, anh cũng đừng có đòi hỏi thêm nữa. Như vậy thì mối quan hệ của tôi với anh mới có thể lâu bền được. Lâu bền sao? Anh thấy nghi ngờ quá. Anh đã giúp em có được gương mặt của người mà em mong muốn trở thành. Nhưng bản thân em không chịu nỗ lực sửa đổi để cho thật giống nguyên mẫu. Chính em mới là người làm lộ ra sơ hở, chứ không phải là anh. Bây giờ anh đứng đây đổ thừa qua lại thì được cái gì? Chỉ bằng anh nghĩ cách gì để tốt nhất cho cả hai đi. Đương nhiên là anh có nghĩ rồi. Cách tốt nhất cho cả anh và em đó. Cách gì? Sao anh lại dắt em tới đây? Ba ơi, con nhớ ba. Anh làm gì vậy? Anh nói chuyện với bà. Mỗi lần anh nhớ bà, anh sẽ làm như vậy. Em có muốn nói chuyện với bà không? Em thử đi. Ba ơi, cả nhà mình nhớ ba nhiều lắm. Con nghe nhớ ba nhiều lắm. Trên trời có nghe con nói gì không? Ba, ba đừng có lo nha. Con và anh Hải sẽ bảo vệ mẹ. Con nhớ ba nhiều lắm.
Em đưa cho anh một lần 20 tỷ, anh sẽ trả tự do cho em. Anh điên hả? Không, anh không điên. Anh rất là tỉnh táo. Thay vì làm tình nhân kiêm cái máy ATM cho anh cả đời, chỉ cần em đưa cho anh 20 tỷ thì mọi thỏa thuận trước đây giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Không phải quá lợi cho em rồi sao? Số tiền lớn như vậy tôi không thể nào có được. Em là loại người gì anh không biết sao? Một khi em đã muốn thì chuyện gì em cũng sẽ làm được, có đúng không? Tiền mặt thì em không có, anh tin. Nhưng không phải em và những người trong ngôi nhà đó có rất nhiều những bộ nữ trang đắt giá hay sao? 20 tỷ có là gì đâu chứ, đúng không? Đó là lựa chọn tốt nhất cho em rồi còn gì. Em sẽ được tự do. Được nói ra hết những điều ở trong lòng, em cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảm ơn anh nha. Sau này em thấy buồn cứ gọi cho anh. Ừ. Đừng có cố chịu đựng một mình nữa nha. Ừ. Em không có gì để nói với anh sao? Anh muốn em nói chuyện gì? Em là gái đã có chồng, sống cùng gia đình chồng, chứ không phải độc thân. Muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về, bất kể giờ giấc. Anh là chồng của em, mà em đi đâu, đi với ai, anh không hề hay biết. Em lấy chồng chứ có phải là bán thân làm nô lệ đâu mà mất hết sự tự do vậy. Bây giờ thời đại nào rồi mà anh còn bắt em sống theo khuôn phép khắt khe của thời phong kiến nữa. Ngoài giờ làm việc ra, em cũng có nhu cầu cá nhân của em. Em còn gia đình, còn bạn bè nữa chứ. Anh không hề bắt em sống trong khuôn khổ. Anh không cấm đoán sự tự do của em, nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn. Anh là chồng của em, ít ra em đi đâu em cũng phải nói cho anh biết chứ. Trước khi nói em, anh nên nhìn lại bản thân của mình đi. Nếu như anh cho em được sự vui vẻ, nếu như mỗi lần bước chân vô căn phòng này mà em được vui vẻ hạnh phúc, thì em có đi ra ngoài nhiều như vậy không? Từ hồi cưới nhau tới giờ, hai đứa mình đã có bao nhiêu ngày thực sự vui vẻ chưa? Anh lúc nào cũng so sánh em với trước kia. Nhưng mà trên đời này có cái gì mà không thay đổi theo thời gian chứ? Anh không muốn cãi nhau với em nữa. Anh nghĩ cả hai chúng ta cần nhìn lại mình, nhìn lại cuộc hôn nhân này. Trên đời này ngoài Diệp Lâm ra không còn người nào yêu thương mình vô điều kiện nữa hay sao? Bà ơi, bà bỏ con đi vậy bà.
uy tín, bảo mật. Ngọc Dân, sao số này lại gọi ngay ngày ba mất? Chào cô, tôi muốn liên lạc với ông Quỳnh Hữu Tâm, nhưng mà thuê bao cá nhân không liên lạc được, mong là cô giúp. Dạ, anh Tâm đã đưa con gái đi nước ngoài trị bệnh à. Tạm thời vắng mặt một thời gian, nếu anh cần thì... À không, có gì tôi sẽ liên lạc với ông Tâm sau, cảm ơn cô. Dạ. Chào anh, tôi là Hải Đăng, con trai của ông Quốc Khánh. Tôi có việc cần trao đổi với anh, khi nào đọc được tin nhắn này hãy gọi lại cho tôi. Mình không được tự nhát mình. Ông ấy đã chết rồi, còn mình thì không liên quan gì hết. Mình không sợ, mình nhất định không được sợ. Chào cô Mỹ Anh, cô ngồi đi. Dạ. Chúng tôi đã xem qua bài kiểm tra đánh giá năng lực của cô rồi. Dạ. Thật không ngờ bài làm của cô rất là tuyệt. À, đúng đó, rất là tuyệt vời luôn, ý tưởng rất là hay, chuyên nghiệp. Tôi có điều này muốn hỏi cô thêm. Dạ. Thật sự là cô chưa từng học qua ngành nào thuộc lĩnh vực kinh tế sao? Dạ, tôi chưa. Trước kia tôi đã từng nghe Minh Anh kể về cô. Cô rất đam mê về diễn xuất. Nhưng mà tôi không biết tại sao cô làm bài tập kiểm tra rất là giỏi vậy. Minh Anh có giúp cho cô không?
Dạ, dạ không có đâu ạ. Tôi còn chưa nói với chị Minh Anh là tôi sẽ xin việc ở bộ phận này nữa mà. Thôi được rồi, tôi tin tưởng cô. Nhưng mà để khách quan hơn á, chúng tôi sẽ phỏng vấn cô thêm một lần nữa. À, cô có đồng ý không? Dạ được. Tốt. Chào chị. Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi. Chắc là không được rồi. Tại vì tôi đã từng hứa, tôi sẽ luôn dõi mắt theo cô. Mấy chuyện làm vụng trộm của cô không qua được mắt tôi đâu. Anh bớt nói khùng nói điên đi, tôi nghe chán lắm rồi. Tôi điên? Ồ, chắc là tôi điên thiệt. Nhưng mà sao điên bằng cô? Cô vô khách sạn chung với lại ông bác sĩ thẩm mỹ đó, vậy có gọi là điên không? Tôi thấy anh nên đi viết tiểu thuyết, sẽ hợp với anh hơn á. Ồ, thì ra là vậy. Vậy để tôi cho cô coi cái clip cô vụng trộm với người đàn ông đó. Không biết lúc đó cô sẽ nói tôi thích hợp với nghề gì đây hả? Muốn xem không? Nói chuyện với tôi đi. Sao đây? Cô muốn gạ gẫm gì tôi nữa hả? Diệt Lâm à, anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh nữa đâu. Tôi xin anh đó, tôi đã quá đau khổ, quá mệt mỏi rồi. Đây không phải cuộc sống mà cô chọn hả? Cô nói với tôi là cô rất hạnh phúc mà, tại sao bây giờ cô lại nói vậy? Đúng vậy, tôi sẽ hạnh phúc nếu anh không can dự vào cuộc đời của tôi nữa. Diệt Lâm à, tôi xin anh đó, chúng ta ai sống đời người ấy đi, đừng quan tâm tới cuộc đời của tôi nữa được không? Dù tôi có buông tha cho cô, thì tên bác sĩ đó có buông tha cho cô không? Ông trời có buông tha cho cô không? Dừng lại đi Mỹ Anh, bây giờ cô dừng có khi còn kịp đó. Cô càng ngoan cố, càng dễ dụ thì cô càng lún sâu vào tội lỗi thôi. Đó là chuyện của tôi, cho dù tôi phải xuống địa ngục tôi cũng cam tâm. Tôi đã lựa chọn như vậy rồi, tôi không còn đường lui ngoài cái chết. Anh làm ơn đừng lo cho tôi nữa, anh cứ sống vui vẻ cuộc đời của anh đi được không? Cô nghĩ tôi vẫn còn có thể sống vui vẻ với cuộc đời của tôi nữa sao? Cuộc đời của tôi đã bị cô làm cho giấy bẩn hết rồi, cô không nhớ gì hết sao? Diệt Lâm à, anh hãy rời khỏi cái hành đi đi. Tôi sẽ cho anh một số tiền lớn. Anh có tài năng, cho dù anh đi bất cứ đâu anh cũng sẽ được trọng dụng thôi. Anh đi đi, anh hãy buông tha cho tôi đi, tôi van xin anh đó. Tôi sẽ chờ xem cô có sống được hạnh phúc hay không, dù tôi có không xen vào. Đoạn video trước vẫn còn trong tay anh ta, giờ lại thêm video này nữa, khốn nạn thật. Sao anh ta cứ bám theo mình da như địa đói vậy hả? Không được, không được rồi. Anh ta có thể hủy hoại cuộc đời mình chỉ trong vài giây thôi. Không được, mình nhất định phải ngăn chặn việc này.
chỉ có một cách. Chỉ có thể là cách này thôi. Đúng như những gì mình nghĩ. Cô ta đang bị tên bác sĩ Tài đó khống chế. Tại sao lại như vậy được? Tại sao em lại làm như vậy? Vào đi. Anh Việt Lâm. Anh, em thành công rồi. Em đã được tuyển dụng, em vui lắm. Anh đã nói rồi mà. Anh tin chắc là em sẽ làm được mà. Cảm ơn anh nha. Nhờ có anh động viên em mới đủ can đảm để nộp hồ sơ đó. Mà anh Việt Lâm nè, ai cũng nói với em là trước đây em rất là lười biếng với lại ham chơi, chỉ có đúng một sở thích duy nhất á là diễn xuất thôi. Không hiểu sao. Anh, có chuyện này lạ lắm nè. Lần trước á, chị Minh Anh đem hồ sơ về nhà, em mới vô tình phát hiện ra là em biết tiếng Anh, còn biết thêm một chút chuyên ngành về xây dựng nữa. Hôm đó em với chị Minh Anh trao đổi với nhau nhiều lắm, không ngờ ý kiến của em cũng trùng với ý kiến của chị luôn. Mấy hôm trước sắp xếp lại hồ sơ bên Thuận Thành, em mới phát hiện ra điều này đó. Anh thấy kỳ lạ ghê chưa? Thì ra là vậy. Đây mới chính là người thuyết phục được chú Vĩ trong lần đàm phán đó. Anh, chiều nay anh sang tiệm của má em để ăn mừng với em nha. Không có được từ chối đâu đó. Anh nhận lời, anh nhất định sẽ tới. Chị Ngọc Vân. Hai người đang nói chuyện gì mà thấy vui quá vậy? Tôi có đang làm phiền không? Dạ không, không có đâu. Chị Ngọc Vân nè, chiều nay nếu mà chị không bận gì thì chị ghé sang tiệm nhà em để ăn mừng. Ăn mừng em chính thức trở thành nhân viên kinh doanh luôn nha. Chiều nay tôi qua thì sẽ không bị coi là hối lộ đúng không? Đương nhiên rồi. má biết rồi. Con yên tâm đi nha. Chị hả? Mấy anh nó gọi điện về hả? Nó nói gì mà chị vui quá vậy? Nó đậu phỏng vấn rồi. Hả? Thiệt hả chị? Nó tính rủ Việc Làm với mấy người bạn á về đây đãi tiệc ăn mừng. Cô Út với chú Phúc á, coi bữa nay có món gì ngon ngon chuẩn bị giùm tôi nghe. Dạ, chị cứ giao cho em. Mừng quá. Con nhận con nhỏ giỏi thiệt. Thì không ngờ luôn á chị. Em mừng quá chị Hai ơi. Con của chị Hai á, công nhận giỏi thiệt. Vậy mà trước giờ em cứ la nó hoài. Chị ơi, hay là để em gọi cho con Minh Anh kêu vợ chồng nó về chơi cho vui nghe chị. Đúng rồi đó em. Ủa sao vậy em? Nó không bắt máy. Vậy để em gọi cho Hải Đăng nghe chị. Dạ, con sẽ nói với vợ của con. Chắc là vợ chồng con sẽ ghé mà. Dạ. Dạ con chào cô. Mình về thôi em. Ủa, anh xong rồi hả? Anh ngưỡng mộ em thiệt. Lần nào gặp cũng thấy biệt mài đọc mấy cuốn sách chuyên ngành kinh tế. Em luôn bị hấp dẫn bởi tất cả những vấn đề mà cuốn sách này đề cập tới. Rất giống. Ngọc Vân nói không sai. Nếu như hai người mặt mũi giống nhau, có khi mình cưới làm vợ cũng nên. Nhưng tại sao hai người lại thay đổi trái ngược nhau như vậy? Minh Anh.
Mình điên rồi mới nghĩ bậy bạ như vậy. Làm sao có chuyện nhầm lẫn như vậy được chứ. Điên rồi. Không thể nào. Rồi mời cả nhà nghe. Dạ. Tự nhiên nghe. Dạ. Hôm nay chú Phúc đặc biệt nấu những món mà Mỹ Anh thích để chúc mừng con. Mà chú Phúc cũng không có quên Minh Anh đâu nghe. Có món của con nữa đó. Con cảm ơn chú Phúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Cả nhà mình đã vất vả vì con nhiều lắm rồi. Vất vả gì không biết nữa. Miễn tụi con ăn ngon là được rồi. Dạ. Ủa, còn Ngọc Vân đâu? Dạ, Vân đi ra kia nghe điện thoại rồi cô. À. Một lần nữa, nâng ly, cùng ly. Chúc mừng Mỹ Anh tài giỏi của chúng ta. 4, 2, 3, vô. Cùng ly, cảm ơn mọi người ạ. Chúc mừng từng nhân viên kinh doanh của công ty K&D. Cảm ơn anh Hải Đăng. Lần trước nhờ chị Minh Anh á, mà K&D ký được hợp đồng với Thuận Thành. Lý ra là nhà mình phải ăn mừng rồi. Em biết là cũng hơi trễ, nhưng mà cũng xin chúc mừng chị. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng em. Chúc mừng Minh Anh. Chúc mừng chị nha. Giá, vô giá. Không biết là Nhân đây, chị có muốn gửi lời cảm ơn tới một người nào đó không? Anh Diệt Lâm à, anh bày dễ quá. Nhưng mà nếu như mọi người đã chúc mừng, thì Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn tới tập thể công ty, anh Hải Đăng. Và đặc biệt Mỹ Anh, em gái của chị. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ, đồng hành cùng con. Chúc mừng. Chúc mừng chị Minh Anh. Để con đi lấy thêm rau nha. Thôi để đi, để Út lấy cho. Dạ thôi Út, con đi lấy được mà. Út cứ ngồi chơi. Để con đi với Mỹ Anh. Hai chị em nó cãi lẫy với nhau vậy á, chứ thương nhau dữ lắm. Dạ. Rồi vô. Vô. Nếu không ăn cho no nghe con. Dạ. Ủa chị, chị đi theo em làm gì, em tự làm được mà. Em không thấy là mình đang làm quá lên mọi chuyện hả? Chị nói như vậy em không hiểu. Chuyện em được tuyển dụng đó, em nghĩ em có tài thiệt hả? Nếu như mà không phải nhờ chồng chị, em chồng chị, thì em nghĩ em vượt qua được cuộc phỏng vấn đó không? Rồi em còn bày đặt mở tiệc cho mọi người, tung hô em nữa. Em ảo tưởng về bản thân em nhiều quá rồi đó. Chị, tại sao chị lại ghét em đến như vậy? Hết lần này đến lần khác, chị luôn làm em tổn thương, rồi chị cố tình đuổi em đi thật xa. Em đang tranh giành thứ gì của chị hả? Tại sao chị lại ghét em đến như vậy? Chị có thể cho em biết lý do được không? Tại sao hả? Tại vì tao ghét cái bộ dạng luôn tỏ ra đáng thương của mày. Mày là Mỹ Anh mà, sao mày không cư xử như Mỹ Anh đi? Tao đã kể cho mày nghe Mỹ Anh trước đây như thế nào rồi mà. Tại sao mày cứ bắt chước tao hoài vậy hả? Mày làm tao mắc ói lắm đó. Hai đứa, trời ơi, lấy con dĩa rau mà lâu vậy con? Con bị sao vậy Mỹ Anh? Dạ đâu có gì đâu cô. Hai đứa cãi nhau nữa đúng không? Dạ không. Tại con khói, con cay mắt nên chảy nước mắt thôi. Chứ không phải khóc hả? Dạ không có. Thiệt không? Dạ con nói thiệt mà. Thôi đưa đây đi. Đưa đây Út làm cho. Hai đứa đi lợi bàn đi. Đi đi. Hai đứa này sao vậy không biết nữa. Tại sao chị hai lại ghét mình? Mọi người đều nói trước kia chị luôn yêu thương, nhường nhịn mình kia mà. Mình đã làm chuyện gì có lỗi với chị? Mình ghét cái cảm giác này. Mình thật sự không thể chịu đựng nổi.
Má, sao giờ này má còn chưa ngủ? Con đang có chuyện gì phải không? Nói cho má nghe. Dạ không, đâu có gì đâu, con bình thường mà má. Con là con gái của má. Con vui hay buồn, chẳng lẽ má không biết sao? Hồi nãy lúc ở bàn tiệc, má đã thấy con có chuyện không bình thường rồi. Nói cho má nghe đi. Má, tại sao chị Minh Anh lại ghét con hả má? Trước đây con đã làm gì có lỗi với chị? Má có biết không? Má, má biết chuyện gì đúng không? Má nói cho con nghe đi má. Không có chuyện gì lớn lao đâu con. Chị em với nhau thôi mà. Mấy cái chuyện lặt vặt đó nó không có để bụng đâu. Mà chắc là nó bực mình cái chuyện gì đó, chứ đâu phải là nó ghét bỏ gì con. Không đâu, con cũng rất nhiều lần tự an ủi bản thân mình như vậy, những khi chị ấy làm con tổn thương. Nhưng mà khi nãy ở bàn tiệc, nhìn vô mắt của chị, con thấy rõ ràng đó là sự ghét bỏ. Con tin là mình không nhầm lẫn đâu má. Hay là con tự hỏi, trước đây con đã gây ra những lỗi lầm gì mà chị lại đối xử với con như vậy hả má? Thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cho thêm đau đầu nha. Để mấy hôm nữa rồi má la nó. Chị em với nhau á, giận hờn chút thôi mà, đâu có ghét bỏ gì nhau được. Mà má thấy nó cũng lo cho con nhiều lắm đó. Nó muốn con được đi du học. Rồi nó cũng dùng dáng tình cảm cho con với Việt Lâm nữa mà. Má, má không thấy chị làm tất cả những điều đó là để đẩy con đi xa chị hả? Con không hiểu, con thật sự không hiểu tại sao khi thì chỉ nói với con Việt Lâm là một người xấu, biểu con phải tránh xa ảnh ra, sau đó lại bắt con đi du học, học tập và sinh sống ở nước ngoài, khi thì chị lại muốn con cưới ảnh. Như vậy là sao hả má? Con thật sự không hiểu, con hoang mang lắm. Má cũng không biết nữa. Chắc là nó điên đó. Chắc chắn là cô ta đã nói gì đó.
khiến cho em ấy buồn rồi. Cô giỏi lắm. Cho anh coi điện thoại của em. Có chuyện anh không nên biết sao? Sao em hốt hoảng quá vậy? Em đâu có hốt hoảng gì đâu. Anh tưởng tượng quá đi. Tại vì em không muốn anh tò mò thôi. Ai cũng có những chuyện riêng mà, đúng không? Đừng quên, ai là người giúp cô được công lớn trong cuộc đàm phán với Thuận Thành. Đừng gây khó dễ cho cô ấy. Cô nhớ đó. Sao anh ta lại nói vậy chứ? Sao anh ta biết gì ấy giúp mình? Chị ấy còn không biết kia mà. Người phụ nữ này có đúng là cô gái mình từng yêu. Sao càng lúc mình càng có cảm giác xa lạ tới vậy? Hay đúng là mình đã thay lòng đổi dạ? Mỹ Anh, sao đâu, em đừng sợ, có anh đây. Mỹ Anh, em có sao không? Mỹ Anh, anh đỡ em. Sao không chị? Em có sao không? Mỹ Anh, nè, em có sao không? Em không sao. Rồi, chân em chảy máu rồi kìa. Mọi người, chuẩn bị xe đưa Mỹ Anh tới bệnh viện nhanh lên. Em cũng hứng thú với marketing nữa hả? Dạ đúng rồi. Em không hiểu sao em thấy nó rất là thú vị. Em tình cờ đọc được cuốn sách này của chị Minh Anh rồi bị thu hút liền. Em đã đọc được hết nửa kệ sách của chị rồi đó. Em thật giống với chị em trước kia. Là anh, hãy đăng đi. Hãy đăng đi, là anh. Mỹ Anh, em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Không, em không sao. Được rồi, em ngồi xuống đây. Em đừng có lo lắng quá. Anh Hải đang thích ăn gì? Anh dễ ăn lắm, món nào anh ăn cũng được hết. Em cứ chọn thoải mái đi. Vậy để em đi chợ nha. Ừ. Em chọn một cái măng tay xào thịt bò, một gỏi bắp bò qua chuối, với lại thêm một sườn nướng mực ong. Sao tất cả gu ăn uống cũng giống y như Minh Anh trước kia vậy? Anh, em gọi mấy món đó được không? À, được. Em thấy như đó là đủ rồi. Tại sao tất cả mọi thứ ở Mỹ Anh, ngoài trừ gương mặt, đều khiến mình liên tưởng tới Minh Anh? Quá giống với Minh Anh trước kia, cũng không hề giống với Mỹ Anh mà mình từng biết. Tại sao lại có chuyện lạ lùng này? Anh à, em biết em sai rồi. Em sẽ không làm cho anh buồn nữa đâu. Em cũng sẽ không để má với Ngọc Dân phải phật lòng vì em. Anh đừng có buồn em, đừng giận em nữa nha anh.
Mình không được nghĩ bậy bạ. Minh Anh là vợ mình, dù cô ấy có thay đổi thì vẫn là người mình từng yêu thương. Mình phải gìn giữ cái gia đình này. Anh à, má đàn bồng có cháu đi ẵm bồng á. Nếu như mà mình cứ không vui vẻ như vậy thì khi nào mới có em bé? Mình cũng đã hứa với hương hồn của ba rồi là mình sẽ sống thật là vui vẻ và hòa thuận. Anh đừng giận em nữa nha. Nha anh. Minh Anh, em là cô gái anh hết mực yêu thương. Hôn nhân này cũng là khao khát của tụi mình. Anh không muốn nó bị rạn nứt. Vợ chồng mình cố gắng đừng để những chuyện vu vơ bên ngoài làm ảnh hưởng tới hạnh phúc, được không em? Đó cũng là điều em mong muốn mà. Anh à, em biết là từ sau khi vụ tai nạn đã có rất là nhiều thay đổi. Có những chuyện em không có nhớ hết, làm cho anh bị hụt hẫng. Nhưng mà anh à, cho dù em không nhớ hết những chuyện đó thì tình cảm em dành cho anh cũng không hề suy giảm. Em không muốn đánh mất hạnh phúc của mình. Anh hãy luôn tin vào điều đó nha anh. Dạ xin mời. Ủa Mỹ Anh, lâu quá mới gặp bạn á. Chào bạn, bạn làm việc ở đây hả? Tại mình làm gì may mắn có một người chị giống như Mỹ Anh. À, Mỹ Anh muốn lựa giày gì để mình phụ nha. Ừ. Mỹ Anh thấy mẫu này được không? Cho mình xem với. À, nhưng mà bạn có biết là Minh Anh nhờ anh người yêu của mình làm chuyện gì không? Hôm bữa mình thấy Minh Anh tìm anh Trọng khẩn trương lắm, thấy cũng hơi lo lo, mà hỏi anh Trọng hoài anh Trọng không có nói. Anh Trọng hả? Ủa, Mỹ Anh không có nhớ anh Trọng hả? Mình quên mất, Mỹ Anh bị mất trí nhớ mà. Nhưng mà tới nay vẫn chưa nhớ lại gì luôn hả? Xin lỗi, mình vẫn chưa nhớ gì hết. À, hay là để mình cho bạn coi hình của anh Trọng, có khi là bạn nhớ ra đó. Nè, sao? Bạn nhớ ra không? Mình không nhớ. Nhưng mà Thúy nè, hồi nãy Thúy nói chị Minh Anh của mình tìm anh Trọng gấp lắm hả? Thúy có nhớ là tìm vào ngày nào không? Hình như là tuần trước. Ngày nào ta? Nè mọi người ơi, hôm nay có nhân viên mới của mình đây. Đâu? Wow. Dạ, em chào mọi người. Chào chị. Dạ, em chào chị. Chào em. Đây là chỗ ngồi của em. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Cố gắng lên nha. Dạ. Anh nhìn Mỹ Anh kìa. Anh nhìn coi á, Mỹ Anh á có giống như Minh Anh ngày đầu tiên tới CNC không? Đúng là rất là giống. Mà hai người họ là chị em sinh đôi mà. Bộ em quên rồi sao? Hả? Trời. Có được chỗ làm đàng hoàng thì ráng cố gắng lên nha. Đừng có làm mất mặt chị với anh rể. Chị Minh Anh. Chị
Chị ra ngoài, em có chuyện muốn nói với chị. Có chuyện gì vậy? Em muốn xin xỏ gì nữa hả? Tại sao chị lại làm như vậy với anh Việt Lâm? Chuyện gì? Chính chị đã bắt tay với người đàn ông tên Trọng để hãm hại anh Việt Lâm, có đúng không? Em nói điên nói khùng gì vậy? Tại sao chị lại phải hãm hại anh ta? Em không biết động cơ gì chị lại hãm hại anh Việt Lâm, và em cũng không biết lý do tại sao chị lại tung bằng chứng để giải oan cho ảnh. Nhưng em chắc chắn người làm ra tất cả những chuyện này là chị. Và tối ngày hôm đó em đã bị chị lợi dụng, em đã tiếp tay cho chị. Em đừng có mà suy diễn bậy bạ. Em không suy diễn. Chị coi em là một con ngốc hả? Hôm đó em đã rất thắc mắc tại sao khi xong hết mọi chuyện chị lại vội vã bỏ đi để mặc em ở lại đó mà không nói tiếng nào. Bây giờ sau khi phân tích hết mọi chuyện thì em đã hiểu. Đoạn video được cắt xén gửi đi từ văn phòng làm việc của chị, và chị không ngờ đến tình huống phòng thanh tra sẽ tịch thu hết toàn bộ laptop. Đoạn video đầy đủ để trong máy tính của chị. Chính vì vậy chị đã lợi dụng em để lẻn vào phòng thanh tra xóa nó, rồi sau đó vội vã ra ngoài để gửi đoạn video cho tất cả mọi người. Có đúng không? Tào lao, tại sao chị phải làm những chuyện rùi bu đó? Tại sao chị lại hãm hại anh ta? Mà nếu hãm hại anh ta rồi, tại sao chị lại phải giải oan cho anh ta? Em không biết, nhưng em chắc chắn người làm ra tất cả mọi chuyện này là chị. Thôi được rồi, nếu như chị không nhận, em sẽ trình hết mọi chuyện này lên lãnh đạo công ty. Và em cũng sẽ thừa nhận với tất cả mọi người em là người đã giúp chị lẻn vào phòng thanh tra tối ngày hôm đó. Mỹ Anh, chị làm vậy cũng chỉ vì em thôi. Tại sao lại vì em? Em không biết anh ta là người xấu xa như thế nào đâu. Chị không muốn em gái của chị thân thiết với anh ta, em sẽ bị anh ta lợi dụng đó. Chị nói dối. Không phải chính chị là người đã ép em lấy anh ấy hả? Nếu như anh Việt Lâm là người xấu xa, và nếu như chị sợ em bị anh ấy lợi dụng, thì chị phải là người đầu tiên ngăn cản chuyện em với anh ấy tới cùng. Mỹ Anh, có những chuyện em chưa biết hết đâu. Chị không muốn em bị tổn thương, nhưng mà chị hứa một ngày nào đó chị sẽ kể rõ cho em tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ em phải tin chị. Tin chị một lần thôi nha em. Dạ, cho em mượn. Dạ. Chị Hai, thối tiền cho khách chị Hai. Ờ. Nhanh nhanh. Trời ơi, chị Hai, thối gì nhiều dữ vậy? Thối có 50 ngàn hả? Vậy hả? Dạ. Ờ. Nè. Đây. Cảm ơn con. Dạ em cảm ơn. Chị Hai. Từ sáng giờ á, em thấy chị không có được bình thường. Bộ chị có chuyện gì lo buồn hả? Mà có gì đâu chị lo. Con Mỹ Anh nó có công việc làm ngon lành rồi, đáng lẽ chị phải vui mừng mới đúng chứ. Hay là chị Hai không được khỏe trong người? Từ hồi sáng tới giờ cũng hơi nhức đầu một chút. Trời ơi, chị nhức đầu hả? Thôi vậy chị nghỉ ngơi đi. Cái quán này để em với anh Phúc coi được rồi. Giờ tới chiều khách không có đông đâu. Dạ. Ôi, không có sao đâu. Chút đã hết hả? Nhưng mà mệt thì chị nghỉ ngơi nha. Biết rồi. Hai đứa nói là hôm nay đi coi thuê nhà giờ đó đúng không? Giờ cũng bớt khách rồi, không mấy hai đứa đi đi, để tiệm chị coi cho. Dạ thôi, bữa nay chị Hai không khỏe, để bữa khác tụi em đi cũng được mà chị. Dạ, cũng không gấp lắm, với lại tháng nữa mới đám cưới lận mà. Bữa khác tụi em đi cũng được. À,
anh qua đó bàn bạc với họ coi sao. Có gì báo cho em biết nha. Dạ em biết rồi. Anh Diệp Lâm đi công tác hả em? Dạ, chị ảnh mới về. Cái đó thì để em bàn bạc với ảnh sao. Còn đây thì em đã duyệt xong hết rồi. Cảm ơn em nha. Hành động đi. Ngay bây giờ. Anh ta không có ở nhà. Đây là lúc thuận tiện nhất. Tới giờ nghỉ trưa rồi. Tôi đi ăn với chồng tôi đây. Ơi, giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi. Mọi người đi đi đi. Đi ăn trưa. Đi ăn mẹ anh ơi. Dạ, anh chị với mọi người đi ăn trước đi, lát em đi ra theo sao? Ừ, vậy ha. Dạ. Đi thôi. Nhanh đi. Chị đi trước nha. Dạ. Đi nhanh lên. Đi thôi. Alo, dạ em nghe nè. Hả? Anh nói gì? Anh mời em đi ăn trưa hả? Không phải anh nói hôm nay anh đi công tác hả? Đối tác có chuyện ra ngoài. Hôm nay anh sẽ về sớm. Anh ghé siêu thị mua đồ nấu lẩu. Em qua đây ăn cho vui nha. Anh mua nhiều lắm, chuẩn bị ra xe đây, em qua liền nha. Dạ em tới liền. Mà nè, đợi em đến phụ anh một tay nha. Anh vừa tới nhà là em đến luôn đó. Vậy nha.
tưởng như thằng chó để xuất hiện là sao? Giờ làm gì đây? Lỡ nhầm tiền rồi, giết chết nó luôn. Phải một người đâu mà tôi phải đối phó hai người lận đó. Mém xíu tiêu tụng rồi. Tiền đâu? Đưa đây nhanh lên. Tiền của anh đâu? Sao có nằm chỗ vậy? Hả? Thỏa thuận là anh phải xử lý luôn hắn ta. Mà đằng này anh chỉ có ăn cắp cái này thôi. Số tiền này đã quá lợi với anh rồi. Tôi không cần biết. Mình đã chốt kèo với nhau rồi. Thay đổi là do cô chứ không phải do tôi. Nè, đưa đây hết đi, để lên. Như đây tôi không lấy đâu. Thì tôi cũng phải kiểm tra coi những cái gì anh lấy có đúng không chứ. Được rồi, tôi kiểm tra đi. Số còn lại ngày mai thanh toán dứt điểm cho tôi đi. Chào cô. Alo, tôi nghe. Sao tôi không thấy cô ở văn phòng? Văn bản cô soạn xong chưa? In ra giùm tôi với. Tôi đang cần gấp lắm. Tôi ra ngoài mua ít đồ, tôi về liền đây. Nhanh nha. Alo, con nghe nè. Dạ con biết rồi. Chị đi làm vậy con ghé. Tự nhiên cái kêu qua nhà làm gì không biết. Mệt ghê. Ra đây ngồi chút đi. Cẩn thận. Cũng may mà các xét nghiệm hộp sọ của anh á không bị sao hết. May mà Mỹ Anh tới kịp, không thôi là anh chết rồi. Đúng là quân giả mang thiệt chứ. Chị Ngọc Vân, chị ở đây coi chừng ảnh nha. Em chạy đi làm thủ tục giấy tờ với lại mua thuốc cho ảnh. Ừ, cô đi đi. Ừ. Em làm gì vậy? Tụi em không nói người ta cứ tưởng đây bệnh viện nhi đồng á. Anh có phải con nít đâu mà coi chừng anh. Anh á, năm nay không biết có phải 5 tuổi hay tam ta vậy không, mà gặp đủ thứ chuyện hết. Lúc thì bị hàm oan xé mất việc, bây giờ còn xé mất mạng nữa.
Chắc tại năm nay anh làm nhiều việc xấu quá cho nên là bị nghiệp quật đó. Bây giờ mà còn đùa được nữa hả? Anh báo công an chưa? Em không biết nó có lấy được gì chưa, chỉ biết là lúc nó bỏ chạy cố lấy cho được cái laptop. Báo làm chi? Nhà anh đâu có gì đáng giá đâu. Báo công an mất công làm phiền người ta đó. Nhưng mà bây giờ anh không báo, nó sẽ được nước. Rồi lần sau sẽ quay lại tìm anh đó. Anh còn sống là hên rồi, giữ được cái mạng là tốt rồi. Lần sau nó không dám ghé nhà anh nữa đâu. Nó biết nhà anh nghèo rồi, ghé qua nhà anh chi nữa. Đừng lo nha. Có chuyện gì thì má nói đi, con còn bận nhiều việc lắm. Má đã dặn con, tại sao con không nghe lời má? Con có được như ngày hôm nay là nhờ ai hả? Tại sao con cứ làm cho chị của con buồn lòng? Con muốn má đau lòng tới chết thì con mới vừa bụng hay sao? Sao má chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện mà đã dỗ trách con rồi? Hay là đối với má, chỉ có chị ta mới đáng tin thôi? Sao má không hỏi là nhờ ai mà con mới có được ngày hôm nay? Đó chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con đó má. Con đã phải rất cố gắng, ngay cả trong giấc mơ con không dám nói ra những lời đó nữa. Tất cả là do con chọn. Má đâu có xúi biểu con, đâu có ai ép buộc con. Mà thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Nói cho má biết, tại sao con không chịu để yên cho chị con vậy? Nó có được việc làm tốt mà con không vui hay sao? Không lẽ con muốn nó làm một công việc vất vả cả đời hay sao chứ? Má à, con vui chứ, con vui lắm chứ. Nhưng mà má có biết là hạnh phúc gia đình con đã bị rạn nứt bởi vì chị ta không? Con nói vậy là sao? Chị ta lúc nào cũng tìm cách tới gần chồng con khi con không có mặt ở đó. Hai người đó còn đi ăn uống riêng tư với nhau, cười nói rất là vui vẻ. Má biểu con phải làm sao đây hả má? Má tin chị con không thể là đứa có thể quyến rũ chồng của em gái mình. Mà Hải Đăng cũng không phải là đứa bậy bạ. Con đã suy nghĩ quá xa rồi đó. Bây giờ con nói thì má không chịu tin con. Hay là má đợi đến lúc anh Hải Đăng ly hôn con rồi cưới chị ta thì má mới chịu tin? Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì cũng phải chịu thôi con à. Bởi vì Hải Đăng vốn là thuộc về chị của con mà. Má, má nhắc lại một lần nữa cho con nhớ, nếu như con còn làm khổ chị con nữa thì má sẽ không bao che cho con nữa đâu. Má quên ai mới là con ruột của má hả? Mỹ Anh, chiều nay chắc cô ở lại chăm sóc cho anh Lâm đi, không cần phải về công ty đâu. Tôi có cuộc họp không thể nào mà bỏ đi được. Ừ, tôi biết rồi, để tôi gọi điện thoại cho anh Dương xin nghỉ. Ừ, không cần đâu, tôi sẽ nói với ảnh là tôi nhờ cô làm vài việc giùm tôi. Dạ, chị cứ yên tâm đi, có tôi ở đây lo cho anh Việt Lâm rồi. Gì vậy? Anh chưa có chết mà. Làm gì nói giống như anh bị tàn phế vậy? Hơi đau một tí thôi, có cần làm quá lên vậy không? Thôi kệ anh đi, đừng có nghe anh nói. Tôi đi đây, mọi việc nhờ cô nha. Dạ. Anh đó, nghỉ ngơi cho khỏe và nghe lời người giám hộ nha. Anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, để em nấu cháo cho anh ăn, rồi em dọn dẹp nhà cửa cho. Em làm nhanh lắm. Thank you.
Lại là cô sao? Tôi đã muốn bỏ mặc cô không xen vào nữa, nhưng có lẽ không được rồi.